Chào các bạn nha. Thật sự là mình mệt mỏi quá các bạn. Bớt tét cho cuộc sống. Bây giờ hiện tại công việc của mình đi làm cũng không có một cái gì đó cảm giác yên ổn nữa. Rồi giờ đi buôn bán thì máu mang đồ rồi bị nó trao hoài, thấy mệt mỏi. Bây giờ dòng họ bà con coi clip rồi nói mình, nói là mình là thằng bém, thằng này thằng kia. Rồi bây giờ bạn bè mà thờ còn học mà bây giờ nó coi clip xong nó cũng nhắn tin mà nó nói mày sao nay mày đổ chứng bệnh gì mà mày bém dữ vậy nữa. Nó mệt mỏi chán nè, nghĩ thấy thì mở cái hố đó thì mình cảm thấy mình chán, mình mệt mỏi thiệt luôn á. Giờ nó thiệt, mình bây giờ hiện tại giờ mình mua nước này các bạn, mua nước xuống mình xin lẩu nó đó, mình đeo tem cho mình, ở trong cái tem này mình cảm thấy mình không được bạn ơi, không được luôn á thiệt. Mà bây giờ mình mới nghe cái tin này nữa nè, là mẹ của ông Ân á, nó nói chuyện với mình, nó nói là thằng Hân á là nó đang bị cái chứng bệnh bị yếu quá quá, yếu sinh lý á. Giờ nó không có làm mà nhìn tướng nó đúng rồi chứ, tướng được 37 kg à, mà nó làm gì được. Bây giờ mình nghĩ mình cũng thương nó lắm, con cháu mình nghĩ mình rất là thương nó luôn. Mà giờ mình hiện tại giờ mình đang mua một cái loại thuốc để cho nó tăng cường sức đề kháng, nó mạnh mẽ lên. Chứ bây giờ nhìn thấy nó vậy rồi gia đình nó không được yên ấm đâu, cháu gái mình nó làm sao giờ. Thành ra mình thấy thương ghê. Giờ các bạn, mình sẽ lấy thuốc ra cho các bạn coi nha. Đó, đó các bạn. Giờ là mình phải điện cho nó xuống, điện nó xuống đỡ mà mình xin lẩu nó, đỡ mình chắc mình ra tiêm các bạn. Chứ mình không có mình không có ở cái tiêm nó được. Ở cái tiêm nó bây giờ hiện tại mình công việc của mình nó đủ thứ chuyện trên đời hết. Nhưng mà xuống mình phải bỏ cái tiêm dược này vô để cho nó có một cái sức mạnh gì đó. Rồi nó mới ở bên con cháu mình nó lâu dài, nó mới có sự hạnh phúc của nó. Chán nản vô cùng. Cái gì mà nó làm khốn đúng chịu. Nghĩ mình thương cháu gái mình chứ còn thiệt. Giờ nếu như mà nó không phải mà cháu của mình là mình cũng có thương cái thằng mỏ hô ở đâu. Nó bạn bè từ sáng từ xưa giờ. Đó, tiền dược này mình mua đúng là 2,1 triệu đó các bạn. Mà giờ mình đành lòng mình thương cháu gái mình mà mình phải lo cho nó. Để cho nó được hạnh phúc chứ. Bây giờ nếu nó không hạnh phúc rồi, bắt đầu nó cháu gái mình nó lại vừa nó ơi với mình với ông ngoại với vợ nó, làm sao mà được như vậy được. Được làm theo rồi cháu gái mình kia chứ sao mà nè, nó có chồng rồi nó đi theo chồng nó chứ mấy mới gì đâu mình phải lo nữa. Mình cũng chán nản cơ quá, để mình điện nó thôi, chuẩn bị sẵn luôn. Sẵn tiên dược mình bỏ vô nước non rồi cho nó luôn, thấy không? Các bạn thấy không? Mình thương con thương cháu dữ lắm chứ mình đâu có phải đâu. Cái tính mình đó là ở trong xóm cái khu mình ở là ai cũng biết hết trơn rồi. Còn ly đây ly của mình phải đàng hoàng vậy á. Con cháu nó thương rồi sau này đó mà nó sau này mình già các bạn, rồi con cháu nó phải lo ngược lại mình nữa. Nè, phải điện cái thằng mỏ hô nó xuống, nói nó chắc ra tem các bạn, mình ra tem chứ còn mình không ở đấy được, mình mệt mỏi quá rồi. Cậu nậu mình chứ cậu cậu, bữa nay tao tu tinh tâm dưỡng tính rồi nha, tính tao giờ tao không có muốn gây thù chút oán với ai nữa hết á. Mày đang đâu vậy? Còn đang hổ khơ sao vậy? Sao mày không lo cho cháu gái con gái tao, cháu gái tao mà suốt ngày mày cứ đi long nhong vừa ra quán cà phê mày ngồi mà chơi game luôn vậy hông? Con rộng con mơ game mà, nhưng mà sao thì có gì đang có game này.
Thâu bỏ cái em đi con, quay đầu là bờ con nha. Đi, đi xuống đây cậu, cậu có công chuyện cậu nói con nè. Cậu muốn tâm sự với con, cậu xin lỗi cái vụ mà hôm bữa cậu hút đồ đồ này kia. Thâu cậu xin lỗi con xuống đây gặp cậu đi. Gấp nha. Nghe chỗ cái giường keo mà ngày hôm qua mày kêu công an tao bắt tao á. Đi xuống đây con. Nghe lời cậu đi con. Cậu nghe lời cậu đi, cậu xuống đây thương con thương cháu, xuống đây cậu có chuyện cậu nói với con đây. Thiệt, cậu thiệt, cậu đang ngồi ngay chỗ giường keo đây con, nhanh lên nha. Nhanh lên cậu thương nha. Mày đúng đó. Cháu gái mà giờ nó dính đất thành cái hồn mã hô đây giờ mình đeo đầu đeo cổ. À giờ hồi trước đó bạn bè chơi với nhau nó nhỏ hơn mình cả 2 tuổi chứ mấy bạn. Mà giờ nhìn tướng nó sao? Sao mà ớ được chích của nó. Chết chứ làm gì. À, chờ ngầu chờ nó xuống đây. 10 phút. Làm anh lúc nào cũng phải nhanh nhẹn chứ lộn. Còn lúc nào nó lờ mờ vậy biết khi nào cắt cái đầu lên nấu được. Mà thôi nói chung tóm lại là một giọt máu đào hơn ao nước lã, đúng không? Mình làm bận làm cao quý, làm mẹ làm cậu thì mình phải lo lắng cho tụi nó, đỡ tụi nó khổ thì mình cũng yên tâm. Mà thôi chắc mình ra tim các bạn, mình không ở đây được đâu, không ở được cái tim của tụi nó đó. Làm cái này như thế trâu vậy. Dạ anh, có anh em đang có công việc em nhờ anh cháu em mà chứ còn em đâu có làm gì đâu anh. Làm cái này chắc trâu vậy, tức sẵn sự sẵn sự bố xuống đây. Về xuống đây thì phá hết giường kêu của tao hay sao rồi. Có anh kêu đây là giường của anh đó. Ý là em tới đây đó mà em làm cái video thầu cho em hẹn cháu em mà chứ tính em nó đàng hoàng anh, tính em mà tốt anh. Ủa cậu ấy? Tôi dùng cái gì mà gọi điện ân trời vậy cha? 10 giờ 10 phút mà giờ này mà em táo mày. Cậu cậu kêu quýnh con hả? Quýnh gì mày? Thì đúng đây là cái kêu của tao đây. Có anh có, em tụi em đàng hoàng anh. Em tao là cậu. Em táo đây đó, em có công việc em nói với thằng cháu em á chứ em người lớn mà anh. Em chứ mày chơi lạ kìa, vô đâm kia tao mày chặt kêu vô làm gì nữa không? Có anh không có. Không có chặt kêu đâu anh. Tao là cậu. Mày chơi gì mày? Điên sao vậy? Mày lại đây. Thôi anh vô em tụi em có em người lớn mà sao tao đàng hoàng chứ không phải như mày nghĩ vậy đâu. Lúc nào mày cũng nghĩ xấu tạo hết mày cho con đúng không? Không có nha, đi lại đây ngồi. Mấy cái tính nhỏ mọn chứ không có nhỏ mọn. Tao hôm nay tao mua nước đồ cho mày uống đồ đàng hoàng đây đó. Giờ nó vừa với cậu đang muốn kẹp nhưng kêu giờ đây giờ đó. Mày ngồi xuống đây coi. Bây giờ cái ông đó ở đâu ra? Bây giờ ông đó là ông chú đám kêu á. Nhưng bây mà giờ mình cái máy quay đây nữa nè, còn thấy máy quay nữa nè. Máy quay đây đó, tao có việc tao nói với mày. Ui sợ quá sợ quá. Còn đây cái máy quay nữa ai tin? Cô Thâu vô đây con, vô đây. Cái chuyện của con á là không có gì buồn hết đó. Cậu biết hết trơn rồi. Do hồi trước cậu cũng bị giống vậy mà. Cậu nói là cậu. Thôi bây giờ bị là bị gì? Đừng là giấu nữa mà. Mày biết tao tính tao rồi, tao lúc nào cũng sống hiếu người. Nè, hao cầm được uống nước mía đi cho cậu vui. Hôm nay sao tự nhiên tốt một chút dữ đâu nói thiệt chứ. Cậu tính cậu tốt hầu giờ tại do mày cứ mê tao mày trôi miết á. Mê gì? Ngờ đây biết rồi, cậu biết ấy ngờ đây rồi sao cậu nhờ con nói cậu nhỏ mọn quá. Cậu nhỏ mọn. Cậu nhỏ mọn cũng thiệt. Cậu nhỏ mọn, bữa nay mày nghĩ tao sao cũng được. Chứ cậu nghĩ vậy? Bữa nay là tao xác nhận là tao gặp mày để tao nói mày cho tao ra tim đi nha. Tự nhiên sao kêu xuống đây có việc tốt mà mới gì cho ra tim? Quay đỡ cho cộng đồng mạng biết tao là người tốt như thế nào đó, mọi chuyện mà mày làm như tao như thế nào tao bỏ qua hết. Nhờ coi như cậu á là cậu xin lỗi con, cái vụ mà cậu khiêng đồ con á đi bán này kia thôi cậu xin lỗi. Nói chung cái phần đó là cậu không có phần gì ở trong đó đâu. Con cứ uống thoải mái. Mà nước mía đây thừa nhận ngon đúng không? Ngon mà, ngọt mà hả? Ừ. Ngon mà. Uống nếu tính là cũng uống 2 ly vậy. Ừ. Uống hết đi. Cậu lúc nào cũng lo cho con mà mày không có gì phải tự ti mấy vụ đó. Hồi trước thì cậu cũng bị như vậy. Cậu cũng chữa hết rồi.
quả chứ mày cậu... thương đang quay video kìa, nói với mấy chuyện này quả thì mình yêu, mình nói mình yêu cho mấy mới gì sợ như mày. Cái chuyện giường chiếu cậu cứ đêm này cũng nói giường chiếu, giường chiếu cho dụ như mình bị ê có tao đúng không, cậu mày chữa hết rồi thì cậu mày sẽ truyền cái bí quyết lại cho mày chưa hết. Mà sao cậu nói sao hay vậy? Uống đi, uống mệt quá. Tự nhiên cái chuyện đi đi ra đây ngồng nói tằng tằng này không sao hết cả. Bây giờ con hỏi cậu nha, con yếu ai biết? Chỉ có một mình con vợ con biết. Mà giờ con vợ con á, hai đứa con gái bây giờ nó đang bầu một đứa con trai. Người ngoài dồn vô là tướng con mạnh mất mới vậy cậu kêu xuống đây cậu nói cậu đó. Vợ mày cơ cho mẹ mày. Cậu. Đường con mẹ. Vợ mày cơ cho mé mày cơ cho tao, thành ra tao biết. Cái gì đâu vậy? Cậu cháu mình nói chuyện mà cái gì đâu vậy? Nhưng quan trọng là cái con cứ suy nghĩ tới chuyện mà vậy như này kia dữ hết. Mình đường đường chính chính quang minh chính đại là cứ đường mình đi. Mắc mới gì đâu sợ. Ôi ôi. Rồi uống đi, rồi mắc mới gì? Rồi mắc mới gì ra tem, rồi mắc mới gì xin ra tem. Chứ bây giờ tao bây giờ tao cậu nói con nghe nè. Giờ cậu á đi làm với công ty rồi công ty nó nhìn cậu như mấy thằng mà bị đi dưới tay sông vậy á. Con nghĩ sao cậu sống được về mợ mày chứ tao này kia nói cứ đu đu chơi theo mày rồi bị này kia rồi chưa hết bạn bè mà hầu học mẫu giáo ở trường tắm mưa giờ tự nhiên nó còn nhắn tin Facebook cậu nó hỏi chứ mày bị tí giếng hầu nào. Mà cậu cái tí dưới cậu nhận chứ cậu sợ gì? Cậu nói cậu cái đầu mày người ta hối là người ta quan tâm thôi. Mà im không có nói cái chuyện đó. Tao mới bị tí giếng hầu đều năm nay thôi. Cái hầu trước cho tao tính. Cậu nói chuyện với con mà sao cứ con cứ nhì cái răng ra con cười mặt cậu vậy? Mặt cậu ngậm cái miệng lại cũng được nè. Giờ tìm đáng cần cậu làm đang, ra tìm cậu nữa. Cậu đang tính một cái công việc đây cho con làm rất là ngon luôn. Vậy con đừng làm YouTube chứ nó không có tiền. Buôn bán thì có ăn nó lo. Con thay đổi lại tên đi ông Hằng đi. Đào cậu sẽ tìm công việc cho con, tính Hằng đẹp mà. Đào cậu sẽ tìm công việc của con. Cậu đang liên hệ người trong Bến Tre. Cậu nhận việc cho con làm. Con chỉ ngồi hé mãi vậy đỡ người ta bào dừa. Dừa. Cậu thấy được. Bây giờ tấm lại là kêu con xuống làm gì, cậu nói thẳng luôn đi. Đó, giờ nước còn uống chặt ly rồi. Rồi cậu xin lỗi con, thì bây giờ nó công việc như vậy, con biết rồi. Rồi giờ là con cứ y như cậu nói đi, cậu tìm việc cho con, cậu lo cho con được. Lo gì? Cậu ba đứa con rồi á. Con cứ làm vô Bến Tre người ta trẻ lương rất cao. Cậu trẻ 45 triệu, con chỉ cần hé cái mỏi con vậy nè. Đó là người ta sẽ bào giường, người ta lấy giường người ta bán, con có tiền. Có gì đâu mà phải suy nghĩ, mà tao thấy công việc đã ổn không? Như vậy? Như sáng uống cà phê, uống ly nước trà quá. Đó theo, mày cứ suốt ngày mà chui ra quán mặn là rồi bắt đầu nó mày uống cà phê nhiều nó xuất ruột, xuất gan đúng đầu. Chắc con bỏ cà phê cậu uống dưới đây đâu. Đúng rồi, bỏ cà phê đi con, bỏ da mặt cho nó láng giống cậu. Láng nếp. Đó, bây giờ cái con cứ suy nghĩ nha. Đi Bến Tre bầu dừa, cậu lo cho con. Công việc đó người ta liên hợp. Cái gì vậy? Mày đang nói chuyện tao mày nhìn như vậy. Đau bụng mày. Không đi. Công nhận. Cái này gỉnh nó ham uống thiệt. Công nhận tiên dược. Cái gì tác dụng luôn. Chứ mày ăn uống nhiều sáng tới giờ rồi bắt đầu giờ bị đau bụng vậy mày? Quý diện đâu con cháu gì mà nghe lời mình hết á. Suốt ngày cứ đu 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 về quán á. Thứ âm binh đầu đinh diện đâu á. Đi bà mày con, đi bà mày tao lấy mày. A few moments later. Uống hết ly nước rồi, uống nữa, uống luôn ly cậu đi. Không, uống ly cậu ấy cho nó phê. Sao cái mạch mày nhanh như khi ăn ớt vậy mày? Em còn đeo thì ở đâu gì đâu. Từ từ chứ mày nói chuyện tao nói chuyện ra đàng hoàng. Hôm nay tao mua nước tao cho mày rõ ràng luôn. Sao cứ mày cứ nhì rằng mày ra như cái hối vậy? Tao ngày hôm nay tao đã tu rồi, tao đã tu rồi mà mày cứ ấy tao. Cái đang nói chuyện mà mày đâu vậy?
mày nó kiểu như tao rõ ràng rồi xong cái bữa đây rồi mày muốn đi đâu mày đi thấy nhúc đâu ra mày định đi đâu vậy con từ từ con lấy xe mày đi đâu có con đi vô không đi. Đứng nói chuyện ra đàng hoàng ở trong trời đeo khẩu ơi bảo tóc vô gì sâu vô gì sâu trời chính mẹ nó luôn cái thằng âm binh này mày tao tao ấy đợt nha mày coi để bóp này rớt bóp luôn nó đâu rồi ta hả trời chính mẹ luôn thằng này nguyên một cái ngày hôm nay nguyên hai viên thuốc mà sao mà nó chịu nấu được trời mày đang làm gì đâu Ê, mày đâu vậy? Mày đâu? Mày đâu vậy? Trời ơi. Mày ngồi chỗ đó chỗ nào chả đàng hoàng nha mày. Đó thiên lâu xì dùng ngó mày nha. Quay đi quay, tao quay tao coi, mày. Đâu như thế nào? Sao đeo lắm ấy? Đau bụng. Mày ra đây, Mày ra đây chứ sao mày cứ trốn trốn mày núp tao làm gì vậy? Quay gì quay? Mày đi ra đây không? Mày thấy cái bóp không? Cái bóp tao đang cầm nè. Mày chạy sao mà rớt bóp rớt đồ dữ mày. Đi ra đây, chỗ ra đây vui lắm. Chứ ăn trúng cái gì mà gơ dữ con. Chú cậu thương con quá à. Cậu thương con dữ lắm. Thôi ra đây đi. Cho chết mẹ luôn nha các bạn. Mình gì ở đây. Ê gì được không mày? Mày vừa được không? Hả? Không, vừa được không? Vừa được không? Cho tao kêu con vợ mày xuống vừa mày vừa ở. Không, cũng ra thôi, cũng ra hả? Ờ, cậu la cho con lắm con ơi. Được cái bóp nữa. A few moments later. Má uống hết ly nước luôn. Quá lên nước luôn mà nó bây giờ nãy giờ ngồi đợi đúng gần 20 phút luôn mà giờ này mà chưa ra chắc giờ nó vô chiều sâu nó nằm nó ngủ trong đó luôn chứ sao đi được mà mình sử dụng mới có hai dương à chứ nãy mà nghe lời cái bè tình hút tay mà mua lần nằm dương chắc nó ngủ trong đó luôn mà hên ngày hôm nay là mục đích là trôi nó thâu mà công nhận công được cái chiến lợi phẩm được cái bóp luôn không hiểu luôn nhanh đi cho hơn ơi thôi chắc giờ là kêu vợ nó xuống cho nó vừa chắc nó vừa không nấu đâu các bạn thiệt nói thẳng luôn mà sao ông vợ nó bầu sao chở được thôi đó mình đi làm lòng tốt đi mình kêu chiếc ba gác xuống chờ nó chờ phi luôn đã được cái bóp ngon lành vừa chứ hồi sức nào mà mình đứng mình chờ nó kêu xe ba gác xuống chờ chờ nhanh nhất